Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái họa tiết nhẹt như thế này. Người ta gọi là spider stitch. Thì cái họa tiết nhẹt này các bạn sẽ móc giúp mình là cái số dây bính. Mình sẽ chia hết cho 3. Vì cái mỗi họa tiết như này mình sẽ tốn hết 3 mũi bính để hoàn thành. Đầu tiên các bạn chuẩn bị giùm mình hai cuộn len trên giang ạc như thế này. Mình móc kim số 5-3mm. Để móc cái nón này cho bé, các bạn chỉ cần móc đo theo cái vòng đầu của bé và mình móc cái số bính đầu tiên bằng cái vòng đầu của bé là được. Thì nón này mình làm theo hình chữ nhật. Các bạn móc giùm mình một đoạn dây móc xích gồm 69 mũi bính. Ở đây các bạn móc cái mũi bính các bạn đừng có siết chặt quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn thực hiện cho tới khi đủ 69 mũi giúp mình. Sau khi mình móc xong 69 mũi bính này thì mình sẽ được một đoạn dây móc xích gồm 37cm như thế này. Nếu các bạn móc cho bé có vòng đầu lớn hơn, ví dụ vòng đầu 46cm thì các bạn chỉ cần móc cái đoạn dây móc xích này dài 46cm. Sau đó các bạn quay lại móc hàng thứ nhất giúp mình, bỏ qua chân len trên kim thứ hai, các bạn móc vào cái chân len thứ ba này giúp mình. Chân len thứ ba này các bạn sẽ móc giúp mình là một mũi đơn, một bính và một mũi đơn, bỏ qua một chân len, móc vào chân len kế bên một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn tiếp tục móc tương tự như vậy, bỏ qua một chân len, móc vào chân len kế bên này một mũi đơn, một bính và một mũi đơn chung chân. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết hàng giúp mình. Bỏ qua một chân len, móc vào chân len kế bên một mũi đơn, một bính và một mũi đơn chung chân. Các bạn thực hiện giúp mình cho đến cuối cái hàng này. Sau khi các bạn móc đến cuối cái hàng thứ nhất này, còn một chân len cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây giúp mình một mũi đơn. Sau đó các bạn móc lên giùm mình hai bính và quay lại chúng ta sẽ móc cái hàng thứ hai. Các bạn bỏ qua một hai chân len, móc vào ở đây cái mũi bính. Ở đây các bạn cái hàng đầu tiên các bạn sẽ móc là một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Như vậy hàng thứ hai các bạn sẽ móc vào giữa cái mũi bính này giúp mình mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua một hai, móc vào ở giữa cái bính này một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua 1, 2, móc vào ở giữa đây một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến hết cái hàng thứ hai này giúp mình. Bỏ qua 1, 2, móc vào ở giữa này. Một mũi đơn, một bính, một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua một hai lỗ trống, móc vào ô bính này một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn thực hiện tương tự cho đến hết cái hàng thứ hai giúp mình như vậy.
Sau khi các bạn móc xong cái hàng thứ hai này, các bạn sẽ móc vào cái chân len cuối cùng này ở đây giùm mình một mũi đơn và móc tiếp giùm mình hai bính, 1 2, quay lại móc giúp mình hàng thứ ba. Hàng thứ ba các bạn cũng móc tương tự như vậy, chúng ta sẽ móc vào cái ô mũi ô bính ở đây, bỏ qua giúp mình 1 2 1 2, móc vào cái ô thứ ba này một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua 1 2 ô trống thứ ba này, một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn thực hiện tương tự như vậy cho đến hết cái hàng thứ ba giúp mình, bỏ qua 1 2 ô trống thứ ba này, chúng ta sẽ móc một mũi đơn, một bính và một mũi đơn chung chân, bỏ qua 1 2 ô thứ ba này, một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến hết cái nón luôn giúp mình. Một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Mình lặp lại lần nữa. Bỏ qua 1 2, móc vào cái chân thứ ba ở đây. Một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn móc cho mình cho đến hết cái hàng mà chúng ta quay lại móc hàng thứ tư. Trên cuối hàng thứ ba các bạn cũng móc giúp mình vào cái ô cuối cùng này một mũi đơn và móc lên hai bính. Các bạn móc hàng thứ tư, hàng thứ tư lặp lại tương tự như hàng thứ ba giúp mình, bỏ qua 1 2, móc vào ở giữa ô bính này một mũi đơn, một bính và một mũi đơn chung chân. Tiếp tục 1 2, móc vào ở giữa ô này một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn thực hiện như vậy cho đến hết cái hàng giúp mình. Một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng thì ở phần cuối này chúng ta sẽ còn dư một mũi đơn. Các bạn sẽ móc vào đây giúp mình một mũi đơn, sau đó móc lên hai bính và quay lại móc cái hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự như những hàng trước, tức là chúng ta sẽ móc vào cái ô bính mà chúng ta móc ở hàng phía trước. Để dễ thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 sợi, thì các bạn móc ở giữa này giúp mình, tức là bỏ qua 1 2 ô trống, móc vào đây một mũi đơn, một bính và mũi đơn thứ hai chung chân. Kế đến bỏ qua 1 2, móc vào cái ô trống thứ ba là ở giữa 1 2 3 4. Các bạn cứ canh, chúng ta sẽ móc ở giữa như thế này để nổi cái đường vân G này lên. Một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Tiếp tục bỏ qua 1 2 ô trống này, móc vào ở giữa này 1 2 3 4, thì chúng ta sẽ móc vào ở giữa. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng và quay lại móc hàng kế tiếp. Họa tiết này thì các bạn có thể đợi đây, các bạn thấy 1 2 3 4, mình sẽ móc vào ở giữa đây. Mình có thể ứng dụng họa tiết này trong việc móc áo, móc chăn hoặc là móc nón tùy mình. Một, hai, ba, bốn, các bạn sẽ móc vào ở giữa.
Cứ mỗi ô bính ở giữa này các bạn sẽ móc giúp mình là một đơn, một bính và một đơn, chung chân như thế đó. Một mũi đơn, một bính và một mũi đơn. Các bạn sẽ thực hiện tương tự cho đến hết hàng và quay lại các bạn móc các hàng tiếp theo cho tới khi hoàn thành xong sản phẩm của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.